What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục đi mở hộp cho anh em một cái bàn phím cơ mới. Và cái hãng này cũng là một cái hãng rất là mới. Đây là một cái hãng tên là First Blues. Và cái mã của bàn phím là B16. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi mở hộp em này nhé. Rồi đầu tiên về cái cách đóng gói của em này thì chúng ta nhìn thấy nó là màu đỏ hoàn toàn luôn. Màu đỏ kiểu dạng màu đỏ mà đỏ tươi ấy, nhìn khá là nổi bật. Và nó làm thiết kế cũng đơn giản thôi. Chúng ta nhìn thấy có cái mã của bàn phím ở đây. Và cái số 1, mình không hiểu vì sao lại có cái lý do số 1 này. Và có một cái vết màu đen giống như là vết cào một con thú nào đấy. Đấy, nói chung là cũng khá là đơn giản thôi. Mở bàn phím ra luôn. Rồi, ở phía bên trong thì chúng ta sẽ nhìn thấy có chiếc bàn phím nằm gọn ở giữa và được bọc một cái bịch ni lông màu trắng như thế này. Rồi, ở phía dưới này thì chúng ta sẽ thấy có cái bộ dây cáp. Ok, có bàn phím này chúng ta còn được có thêm một cái cover bằng nhựa như này nữa, khá là ngon lành đấy. Ở đây trong hộp thì chúng ta sẽ không còn gì hết. Ngoài ra còn có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng như thế này. Nếu mà như các bạn muốn xem thử cách thức sử dụng chiếc bàn phím này thì cũng có thể để lại để mà tham khảo. Ok, quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là chiếc First Blood B16. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là một chiếc cover bằng nhựa khá là cứng cáp, dùng để che đậy bụi cho con này. Và nó sẽ giúp cho nếu như mà chúng ta không sử dụng thì chúng ta có thể để lên để chống bụi. Rồi đây là một chiếc bàn phím cơ và chúng ta có thể nhìn thấy là cái thiết kế của nó khá là hầm hố và đập vào mắt chúng ta ngay khi mở ra đó chính là cái bộ keycap rất là đẹp phối giữa màu xanh đậm, đây là màu xanh navy và một cái màu nữa là màu vàng tươi, nhìn cho cảm giác cực kỳ là bắt mắt luôn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái layout khá là đặc biệt nữa, đây là một cái layout 96 không phải là 104 nhé. Layout 96 thì chúng ta có thể nhìn thấy là nó sẽ không có bao gồm cái cụm phím Pay Up Pay Down cũng như là Insert Sprint ở phía trên này, mà thay vào đó thì chúng ta sẽ dịch chuyển toàn bộ cái phần numpad qua đây để mình lấy một cái bàn phím full size bình thường cho các bạn xem. Ok, đây là chiếc bàn phím cơ full size bình thường. Đó. Về cái bản full size bình thường thì chúng ta nhìn thấy là rõ ràng nó sẽ dài hơn khá là nhiều. Đấy, gần như là toàn bộ cái cụm phía bên đây thì nó sẽ được loại bỏ hoàn toàn luôn mà sẽ dịch chuyển toàn bộ cái phần numpad này qua phía bên sát vào trong này. Đó, chúng ta có nhìn thấy rõ ràng ở đây là chúng ta sẽ bỏ cái phần này và dịch chuyển phần numpad vào trong. Với cái layout như thế này thì chúng ta thấy rõ ràng là nó sẽ gọn gàng hơn rất là nhiều so với layout full size và vẫn có đầy đủ numpad cho chúng ta sử dụng. Tuy nhiên thì nó sẽ bị mất một số các chức năng với cái phím trên này, những chức năng đó thì cũng không cần thiết lắm, nhưng đặc biệt là cái phím mũi tên thì chúng ta sử dụng rất là nhiều. Thì nhà sản xuất đã có một cái giải quyết khá là hay, đó là sẽ thêm các cái nút mũi tên vào đây. Và khi mà muốn sử dụng các nút mũi tên này, chúng ta sẽ cần tắt cái num lock này đi. Thì chúng ta sẽ sử dụng mũi tên bình thường, như một cái phím TKL hoặc là full size bình thường luôn, khá là ngon. Ok, thì như vậy chúng ta nhìn thấy đây là một con bàn phím gần như là full size đó. Nhưng mà nó có một cái kích thước khá là nhỏ. Đây, bây giờ mình sẽ so với một con TKL nha. Thì cái con TKL này nó có cái kích thước chỉ lớn hơn con phím phía trên này một xíu thôi. Tức là nó chỉ dài hơn một chút thôi chứ không có đáng kể bao nhiêu. Đây, đó. Mặc dù con này là TKL nhé, con này TKL thì nó cũng không có phím số luôn. Nhưng mà con này thì đầy đủ phím số, đó rất là ngon. Như vậy là chúng ta đã nắm được cái cơ bản vì sao lại có cái layout 96 này. Nó thực sự là vừa tiết kiệm không gian mà lại vừa có đầy đủ chức năng cần thiết. Ở trên đây thì chúng ta còn có thêm các cái nút bật tắt nhanh, ví dụ như là bật tắt nhanh cái máy tính. Và đồng thời chúng ta sẽ có cả tăng giảm lượng cũng như là tắt âm lượng. Ngoài ra thì thiết kế của con này đó là cái thiết kế chân keycap chìm. Chúng ta sẽ không nhìn thấy các cái chân keycap bị lộ ra. Và cái vỏ của nó sẽ là vỏ nhựa. Có một điểm đặc biệt nữa đến từ cái vỏ nhựa của con này, đó chính là chúng ta có thể tháo nó ra như thế này đó. Và nó sẽ được hút bằng nam châm nha các bạn, chứ không phải là sử dụng các cái ngàm như những cái bàn phím khác. Khi mà tháo cái vỏ này ra thì chúng ta sẽ có một cái bàn phím lại hở chân như bình thường. Đây, đó, một con bàn phím kiểu dạng hở chân rất dễ vệ sinh. Và chúng ta cũng có thể lắp lại một cách rất là dễ dàng. Đây, chúng ta chỉ cần để lại như thế này thì nó sẽ hít vào thôi. Rất là ngon.
Và như vậy thì chúng ta sẽ có thể là gỡ ra vệ sinh dễ dàng này. Ngoài ra còn có thể là thể thay thế được là dán đề can cái mỏ này cực kỳ đơn giản luôn. Ngoài ra thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái cụm đèn báo của nó sẽ hướng lên phía bên tay trái phía góc trên này chứ không phải là còn bên phải nữa. Và cái cụm đèn báo này có rất là nhiều đèn, có tới 5 cái đèn LED và mỗi đèn nó sẽ có một cái công dụng khác nhau. Rồi như vậy chúng ta sẽ sang cái mặt sau của em này nhé. Mặt sau của em này thì chúng ta nhìn thấy là nó sẽ có hai cái lẫy để nâng hạ độ cao bàn phím, có cả đế cao su rất là dày. Cái lẫy này nó có bao gồm cả đế cao su rồi. Ngoài ra chúng ta sẽ có bốn cái miếng đệm cao su ở bốn góc này để mà chống trơn trượt. Ở đây chúng ta sẽ thấy có một cái điều đặc biệt, đó là nó sẽ có kèm cho chúng ta thêm một cái nhổ keycap nhỏ nhỏ ở phía đây, chứ nó không có để ở trong hộp. Như vậy nó cũng được một cái, đó là tránh bị mất khi mà mình sử dụng. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái keycap nhỏ nhỏ xinh xinh mà nó nằm ở ngay phía dưới này. Thì chúng ta sẽ dùng cái nhổ keycap này để nặn lên thôi. Đó, cắm vào rồi rút lên thôi. Đây, cái keycap này thì nó khá là mỏng và cũng như là có xuyên led cái logo của hãng luôn. Cái mình cũng không hiểu cái keycap này là gắn vào đây có tác dụng gì không, tại vì cái keycap gốc của nó, keycap ở phía trên mặt á, thì nó đã cực kỳ ngon rồi. Ngoài ra thì chúng ta để ý thì nó sẽ có ba cái đường đi dây ở phía đây, phía bên trái, phía bên phải cũng như là ở giữa. Ba cái đường đi dây này là cực kỳ tiện lợi nhé, một điểm cộng cho bàn phím này. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái tem của thằng Ninja. Bàn phím này được phân phối chính hãng bởi Ninja và được bảo hành 2 năm tại Việt Nam luôn, cực kỳ ngon. Quay trở lại mặt trước thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái bộ keycap ngay từ đầu mình nói là nó sẽ có phối màu cực kỳ đẹp. Và còn một cái nữa đó chính là chất liệu của em keycap này sẽ là chất liệu PPT Double Shot. Các bạn không nghe nhầm đâu, PPT Double Shot đấy, cực kỳ ngon luôn. Đó, các bạn nhìn thấy các cái phông chữ của nó làm cực kỳ là sắc nét, và cũng như là nếu mà Double Shot thì các bạn yên tâm là sẽ không bao giờ bay chữ cũng như là cho độ bền cực kỳ cao luôn. Ngoài ra thì với cái chất liệu PPT Double Shot này thì nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ giúp cho chiếc cái keycap này nó sẽ không bao giờ bị, nó sẽ rất ít khi bị bám mồ hôi vân tay, đó là đỡ bị bóng đấy, và đồng thời cái cảm giác gõ cũng sẽ cứng cáp hơn rất là nhiều so với những cái keycap ABS thông thường. Về con bàn phím này thì nó đang sử dụng đó là Brown Sweet của thằng Cherry, và nó sẽ còn có một phiên bản nữa là phiên bản Red Sweet. Đồng thời là con bàn phím này còn có thêm một màu keycap cực kỳ đẹp nữa, đó là màu xanh dương và màu xanh da trời phối với nhau. Đây, nó sẽ có hai phiên bản như thế này. Đó, như các bạn đã thấy, cái con màu xanh dương màu xanh da trời này thì nó có cái màu khá là nhã nhặn và cái phông chữ của nó sẽ là màu trắng, nhìn cũng khá là dịu. Còn riêng con này thì màu của nó lên khá là gắt, nữa màu xanh và màu vàng, nói chung là nó khá là tương phản. Cái này nó cũng sẽ tùy thuộc vào từng người thôi, có người thích màu này, có người thích màu này, cái đó không có quan trọng màu nào đẹp hơn mà là đó quan điểm của từng người. Ok, tiếp tục nào, chúng ta sẽ sang cái phần đó là dây cáp. Dây cáp của em này thì là dây cáp nhựa thôi, và nó cái cổng USB của nó cũng sẽ được mạ vàng như thế này, có đầu chống nhiễu. Cái dây cáp nhựa này thì nó lại cũng khá là mềm mại chứ nó không có dạng bằng bọc dù như chắc chắn như những con bàn phím khác. Tuy nhiên thì nó là bằng nhựa chống rối rồi, các bạn yên tâm không bị rối nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái nút để mà chúng ta có thể thu gọn dây. Tuy nhiên thì cái loại này thì nó làm không bằng miếng dán nữa mà là nó sẽ làm bằng cái kiểu dạng giống như một cái nút thắt của cái dây nịt vậy đó. Khá là hay. Về phần led thì sao? Phần led em này thì đang là sử dụng đó là led trắng, led một màu thôi. Và cái do cái bộ keycap này là bộ keycap PPT Double Shot nhưng mà lại không xuyên led, cho nên là khi chúng ta bật led thì cái cảm giác cái led nó hắt lên cực kỳ yếu và nó cũng không có tác dụng gì nhiều. Tuy nhiên thì nó vẫn hỗ trợ rất là nhiều các cái chế độ. Để mình cùng cho các bạn xem các cái chế độ led của em này nhé. Các bạn đã thấy thì mặc dù mình đã tắt hết đèn ở trong phòng rồi, tuy nhiên thì do cái led của em này nó không thể nào xuyên qua được cái bộ keycap rất là dày và cũng như là cái bộ keycap PPT này. Cho nên là các bạn nhìn thấy là cái đèn led của nó chỉ có tỏa hầu như là ở phía dưới chân của keycap mà thôi. Còn phía trên thì chúng ta không nhìn thấy đèn led xuyên qua được. Và cái em này đang sử dụng đó là toàn bộ led trắng nhé, không đổi màu được các bạn ạ. Thì chúng ta có thể ấn Fn từ F5 cho đến F8 để thay đổi các cái chế độ đèn led như thế này. Đó, F5 này. Nó sẽ có một số các chế độ. Tuy nhiên thì mình không đánh giá cao các cái chế độ đèn led này lắm, tại vì có cũng như không mà chúng ta không nhìn thấy rõ các cái chế độ đèn led nó chuyển động như thế nào. Vì chúng ta thực sự là cũng không thấy led luôn.
Và nếu như mà các bạn muốn khắc phục cái điểm này thì chắc các bạn chỉ có thể là một gỡ cái tấm này ra. Đó, cho led nó hắt thêm nhiều hơn. Đó, như thế này. Đó, thì các bạn có thể may ra, có thể nhìn thấy led được rõ hơn một xíu. Và hoặc là chúng ta có thể độ bằng cái một cái bộ keycap khác xin led. Tuy nhiên thì để đánh đổi led mà lấy cái cảm giác gõ cũng như là bộ keycap đẹp như thế này thì mình nghĩ tốt nhất là cứ để keycap gốc, vừa đẹp vừa xịn vừa sang, mà nó lại có cảm giác tốt hơn rất là nhiều so với những cái bộ keycap xin led khác. Rồi, về led thì chúng ta chắc cũng không nói nhiều rồi, không cần nói nhiều đâu, chúng ta chỉ cần xem biết cách chỉnh các cái chế độ led. Còn về các bạn có thể mua về và tự chỉnh tùy theo chế độ mình thích. Tốt nhất thì mình thấy vẫn để tắt led hoặc là để chế độ sáng bật phím nào phím đấy sáng thì nó sẽ là ok nhất. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần đó là cái phần cảm giác gõ cũng như là tiếng gõ của em này nhé. Thì em này hiện tại đang chỉ có hai phiên bản, đó là Red và Blue Brown thôi. Cho nên là mình sẽ test hai phiên bản này. Cái điều đặc biệt là em này đang sử dụng đó là Swiss Cherry đến từ Đức, mà cái này cái thương hiệu này thì nó đã được khẳng định từ lâu rồi. Và cái cảm giác gõ của nó chắc chắn nó sẽ rất là sướng, sướng hơn nhiều so với những cái con Swiss tàu. Ok, như vậy là mình đã vừa mới thử cho các anh em nghe tiếng gõ của em này. Do em này đang sử dụng Swiss Cherry cho nên cái cảm giác gõ của nó rất là đã cũng như là nó rất là thật. Còn cái độ bền của nó thì đã được khẳng định lâu rồi, độ bền khá là cao, 55 triệu lượt nhấn. Và cái ấn tượng đầu tiên của mình về chiếc bàn phím này đó chính là những cái phím dài. Phải nói là nó cực kỳ chắc chắn luôn. Khi mình gõ thì nó không hề có cái cảm giác lung lay như những cái bàn phím tàu, mà nó rất là chắc. Nhất là những cái phím, ví dụ như là cái phím cắt này, thì khi các bạn chạm vào hai bên thì nó đều rất là chắc chắn, không có bị vân hay là bị lọc sọc những tiếng lò xo như những cái con bàn phím cơ giá rẻ khác đó. Và một phần nữa đó là do cái bộ keycap này nó là chất liệu PPT cho nên khi mình cảm giác sờ vào cũng như là gõ vào thì nó rất là phê, nó khác hoàn toàn là so với những cái phiên bản mà sử dụng keycap ABS nha các bạn. Ok, như vậy là mình đã vừa mới thử tiếng gõ của con bàn phím này, vừa red vừa brown cho các bạn xem. Các bạn nghĩ sao về hai chiếc bàn phím này? Với cái tầm giá của em này thì nhà sản xuất đang đưa ra khoảng tầm trên dưới 1,5 triệu. Thì chúng ta sẽ có những gì? Đầu tiên nói về cái điểm nổi bật nhất đó chính là cái bộ keycap cực đẹp, cực ngon của em này. Bộ keycap PPT Double Shot rất là sắc nét. Thứ hai là chúng ta sẽ nói đến cái Swiss Cherry, một cái Swiss cực kỳ danh tiếng, và cái chế độ bảo hành của nó sẽ là chế độ bảo hành 2 năm chính hãng tại Việt Nam luôn nhé. Ngoài ra chúng ta sẽ thấy có một cái đặc điểm đặc biệt nữa là chính là cái layout 96 này. Với cái layout này thì nó sẽ cực kỳ gọn gàng nhưng tuy nhiên vẫn có thể đáp ứng được cho các bạn các cái nhu cầu thao tác hàng ngày. Một cái layout mình thấy khá là hay. Như vậy là mình đã review sơ qua em bàn phím B16 đến từ hãng First Blue. Các bạn thấy sao về chiếc bàn phím này? Hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Cảm ơn các bạn. Bye bye.